Tháng 9 năm 1991, các nhà khoa học tìm thấy xác ướp hơn 5.000 năm tuổi trên dãy núi Alps, được đặt tên là Os. Phần lớn cơ thể của Os bị đóng băng nên được bảo quản khá tốt. Các lỗ chân lông mồ hôi trên da vẫn còn hiện rõ. Bên cạnh Os là một chiếc rìu bằng đồng và một chiếc túi với 14 mũi tên. Theo dự đoán, Os có thể là một thợ săn. Theo báo cáo từ Daily Mail, các nhà khoa học đã sử dụng phương pháp chụp cắt lớp để tái tạo da thanh âm, cổ họng và miệng mà không cần chạm vào xác ướp. Nhà học họng người Ý Rolando Fusto chỉ ra rằng vì xác ướp đã mất một số thông tin quan trọng, nhưng thông qua đường âm của xác ướp và độ dài của dây thanh, về cơ bản giọng nói thật của Os đã được tái tạo. Tuy nhiên, điều khiến các nhà khoa học kinh ngạc hơn chính là khi xét nghiệm ADN cho thấy Os không thuộc bất kỳ chủng người hiện đại nào được biết đến trên trái đất. Nếu một ngày thân phận thực sự của Os được tiết lộ, nó sẽ giúp ích rất nhiều cho việc nghiên cứu về nguồn gốc và quá trình của nhân loại.